Mến chào các bạn trong Chúa Kitô. Chúa nhập tuần này, Giáo hội Công giáo chúng ta mừng lễ Chúa nhập 20 thường niên A. Các bạn thân mến, trong bài phúc âm Chúa nhập tuần này có một cái gì đó không đúng, không tình người trong cuộc đối thoại giữa Chúa Giêsu và người đàn bà xứ Canaan. Chúa Giêsu đã đối xử người đàn bà này có vẻ lạnh lùng, thờ ơ, và thậm chí Ngài còn ám chỉ gọi bà ta là chó. Làm thế nào chúng ta có thể hiểu được cuộc đối thoại gay cấn giữa Chúa Giêsu và người phụ nữ này đây? Bà ta tuyệt vọng quá chừng vì con gái của bà bị quỷ ám. Bà cần sự giúp đỡ từ mọi người. Bà bám theo Chúa Giêsu và nài nỉ xin Ngài rằng: "Lạy Ngài là con vua David, xin thương xót tôi. Con gái tôi bị quỷ ám khốn cực lắm." Nhưng Chúa Giêsu lại tỏ ra rất lạnh lùng, chẳng đáp trả câu nào. Bà này chẳng buông tha, lại quỳ gối và nài nỉ cầu xin Ngài rằng: "Lạy Ngài, xin cứu giúp chúng tôi." Và thật không ngờ, Chúa Giêsu lại trả lời bà ấy rằng: "Không nên lấy bánh của con cái mà vứt cho chó." Người phụ nữ Canaan này không tỏ thái độ nóng nảy, cũng như không đớp chát lại câu nói của Chúa Giêsu. Bà thật khiêm tốn khi nhìn nhận rằng: "Con gái của tôi bị quỷ ám nặng nề, trong khi tôi có thể nhìn thấy sức mạnh từ trời của Ngài, và chúng tôi cần Ngài lắm, Ngài Giêsu ơi." Chúa Giêsu biết rõ lòng bà ta lắm chứ, nhưng tại sao Ngài như có vẻ thô lỗ với bà ấy? Có phải Ngài quá mệt mỏi vì đi đường xa xôi mà lại còn bị quấy rầy chăng? Có phải Ngài thất vọng về sứ mạng Ngài thực hiện là chỉ được sai đến cùng chiên lạc nhà Israel, trong khi bà này lại là một người xứ Canaan? Và đặc biệt, có phải Ngài ám chỉ người phụ nữ này là chó? Chúng ta có thể giải thích và hiểu được ngữ văn, ngữ cảnh của bài phúc âm Chúa Nhật hôm nay như thế nào đấy? Có thể các bạn nghĩ rằng Chúa Giêsu thực sự quá mệt mỏi và đã trở nên thô lỗ với người phụ nữ này. Và nếu là như vậy, thì cách giải thích này có vẻ quá tương phản với một hình ảnh Chúa Giêsu, người đã có lòng từ bi đối với 5.000 người bị đói, người đã khóc thương cho thành thánh Jerusalem, người đã đến để tìm kiếm và cứu chữa những con người tàn tật, bệnh hoạn, mù lòa, câm điếc và bị quỷ ám, giống như con gái của người đàn bà này. Vậy tại sao Chúa Giêsu lại đột nhiên trở nên khó khăn đối với riêng bà ta? Có thể các bạn nghĩ rằng chắc là Chúa Giêsu đang thử lòng bà này. Nhưng tại sao Chúa Giêsu ám chỉ bà ta là chó? Thưa, Chúa Giêsu đã mượn ngôn ngữ của nhóm người Pha-ri-siêu thời ấy. Những người Pha-ri-siêu kiêu ngạo, tự cho mình là con cái Thiên Chúa, trong khi đó họ khinh miệt các dân ngoại như chó hoang. Chúa Giêsu đã giả vờ sử dụng ngôn ngữ của những người Pha-ri-siêu để xem bà này tìm đến Ngài như một thầy Pha-ri-siêu thông thường, hay thật sự bà tìm đến Ngài như một đấng Mê-si-a mà bà đã chứng thực từ lúc đầu: "Lạy Ngài là con vua David." Có thể bà này bị sốc khi nghe những lời nói này từ người mà bà ta tôn kính. Nhưng cũng có thể bà hiểu được là Chúa Giêsu đang thử thách bà, nên bà trả lời: "Vâng, lạy Ngài, vì chó con cũng được ăn những mảnh vụn từ bàn của chủ rơi xuống." Bà đã vận dụng chiến thuật gậy ông, đập lưng ông khi miêu tả mình như một con chó dân ngoại. Phản ứng của bà ta với Chúa Giêsu ngụ ý với Ngài rằng: "Vâng,
Tôi là một con chó trong mắt Ngài. Tôi sống được là nhờ vào các mảnh vụn rơi từ bàn ăn của Ngài. Ngài đang thử lòng tôi, phải vậy không? Ngài có biết rằng khi tôi đến với Ngài và lớn tiếng gọi Ngài là Chúa và là Đấng Messiah, tôi đã từ bỏ các vị thần của tổ tiên Canaan chúng tôi. Tôi đã từ bỏ niềm tin và thực hành đạo giáo của tổ tiên chúng tôi. Và khi tôi làm như thế, thì tôi đã xúc phạm dòng họ gia đình tôi, bạn bè của tôi và hàng xóm của tôi rồi. Tôi đã khóc lóc nài nỉ Ngài. Tôi đã tru lên những tiếng sủa thống thiết nhất để cầu xin sự chú ý của Ngài. Bởi vì tôi là một con chó đói, phụ thuộc vào lòng thương xót của Ngài. Hỡi Đấng Messiah, Ngài vẫn còn nghi ngờ đức tin tôi dành cho Ngài sao? Đến lúc này, Chúa Giêsu không cầm lòng tiếp tục thử thách bà ta nữa. Ngài lập tức trả lời bà: "Này bà có lòng mạnh tin, bà muốn sao thì được vậy." Và ngay lúc đó, con gái bà ta đã được chữa lành. Thay vì giả vờ ngụ ý bà ta là một con chó, Chúa Giêsu đã gọi người phụ nữ này là bà, theo một ngữ văn hết sức kính trọng của người Do Thái. Một danh hiệu mà Chúa Giêsu đã dùng để gọi chính người mẹ của mình ở tiệc cưới Cana và trên đỉnh đồi Golgotha. Đức tin của người đàn bà xứ Canaan thật tuyệt vời. Câu chuyện của bà làm cho chúng ta thêm can đảm để nói với Chúa Giêsu: "Lạy Chúa, con không xứng đáng là gì đối với Ngài cả. Nếu Ngài coi con là một con chó con đáng thương, thì xin ném cho con một khúc xương, nó sẽ giúp con nhiều lắm." Trong ngữ văn và ngữ cảnh của bài phúc âm Chúa Nhật tuần này, chẳng lẽ các bạn và tôi lại không muốn mình như là một con chó con nằm dưới bàn thờ Chúa? Bởi vì những mảnh vụn từ bàn thờ ấy rơi xuống lại chính là Chúa Giêsu. Đó thật sự là những gì Chúa Giêsu đã trao ban cho người đàn bà xứ Canaan. Chính bản thân Ngài, quyền năng chữa lành của Ngài và sự bình an của Ngài mà thế gian này không thể ban tặng được. Lạy Chúa Giêsu, xin ban thêm đức tin cho chúng con và ban cho chúng con lòng khiêm nhường thâm sâu, để chúng con luôn tín thác vào Ngài và tin tưởng tuyệt đối, phó thác vào sự quan phòng vô biên của Chúa. Amen. Cảm ơn toàn thể các bạn đã lắng nghe lời Chúa. Nguyện xin Thiên Chúa luôn gìn giữ và tuôn đổ muôn hồng ân xuống trên các bạn và gia đình. Chào tạm biệt các bạn. Linh mục Giuse Phêrô Nguyễn Ngọc Linh.